Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là Nai A Dây, hai bát hai năm trên một thân thùng. Hai bát hai năm trên một thân thùng nhá. Thì hàng bãi vừa về, em vừa tháo tung ra, giật lưới nha, mới căng các cái ra. Đấy, bây giờ đậy lại cho các bác nhìn, gọi là cho nó có phong thủy tí, đúng không? Nhìn trông nó giống cái loa tí không, là các bác kêu là trông chả giống cái loa. Mặc dù nó là cái loa mà trông chả giống cái loa thì nhiều các bác vui tính kinh người được. Đấy, đấy nha, em đậy lại này. Đấy nha. Đấy. Úc, còn cái mani nữa này. Đấy. Thì đây là Nai A Dây đôi 2 năm nha. Đấy. Cái này em bất ngờ với cái nội tại của nó là bát hình như là côn không phải là 6 năm mà là 66 thì phải. Còn tép đây thì côn hình như là 74, không phải là 75 hay là 76 hay là 72 mà 74. Đấy. Bát lại còn côn dây dẹt đồng hoàng. Kinh. Bát côn dây dẹt. Bát này thường thường là nhiều anh em là thấy bịt lỗ này. Về này lấy mũi khoan khoan cho thủng cho thoát hơi nhé. Đừng. Bát neo cục nhá. Tép là từ thường. Đấy, bát neo tép thường. Đấy, cấu hình đây. Con này nó có một cái họng kèn của nó rất khủng bố đại ca đại tàu. Ui giời ơi. Họng nó giống cái họng con loa Super Ray, hay gọi là siêu hỏa tiễn, hay gọi là siêu loa. Hôm lâu rồi em có review với toàn thể các bác. Cái họng của nó với họng này thì nó cũng tựa giống nhau. Khác mỗi cái là họng kia thì nó sẽ to và lớn hơn cái họng này khá nhiều. Họng này mua thị trường Việt Nam không có. Cam kết luôn. Ông nào bảo có đầy bán lại cho em cái. Các bác nào có bán lại cho em cái. Đấy. Em về em giống này này là dây. Đây, ốc của nó toàn ốc inox. Đấy. Bật đế đây. Đánh là cụ tép nhá, đây là nên thùng này. Đấy, còn đây một đôi nữa thì em vẫn chưa tháo ra, đang review. Loa này nó không phân tần đâu nhá. Cái này của hãng là họ thiết kế là cái rắc của nó hơi đặc biệt tí, em sẽ quay cho các bác xem. Nhẹ nhàng thôi. Đấy. Đây, cái rắc loa của hãng thì hơi bị đặc biệt luôn. Đấy, các bác nào mà xem cái loại Nai A Dây này thì chắc có khi tìm mua cái rắc này không có. Rắc này thì nước ngoài người ta có đầy, nhưng Việt Nam nó không có đâu nhá. Thấy chưa? Đây 1 2 1 2 3 5 6 7. Bỏ mất số 4. Model của loa là NA610 cộng 1-1 là HF cộng 3-5 NF cộng 4-6 NF. NF đây N và R tức là trái và phải. Loa bát của bên trái và bên phải. Công suất của NF NF là 200W, 200W và HF là 80W. Đấy. Cái loại này mà các bác đấu thì em khuyên dùng là các bác đấu theo kiểu là 16 ôm tức là hai bát đấu nối tiếp. Còn tép thì đánh qua tụ, các bác đánh chiêu quay trên cốt thì giá như này, mà còn nếu mà làm phân tần sẵn luôn, em làm ngon cho các bác luôn thì giá lại như thế khác, được chưa? Đấy. Con này thì làm phân tần hơi vất vả, nhưng mà nói chung là được cái tiếng nó rất là hay. Đấy, làm phân tần cho loa này vất vả nhưng tiếng rất là hay. Bởi vì các bác biết rồi, cái côn nó bán nó còn bé hơn cái côn nó tép. Nhưng mà được cái là côn nó bán là côn dây dẹt, còn côn nó tép là côn dây tròn. Thế đấy. Đây là cụ tép đây. Nó sẽ úp đây. Nó nớt speak SPN Magian in bạn thế. Cũng SPN nốt. Hưng Yên lại một ngày sầm xí, sắp mưa gió rồi. Đây là cụ nó bát này các bác này. 8 ôm 250W. Nhưng mà thân thùng có 200W là gì? Thế mới điều nhỉ? Đấy, SNR. SNS chứ không phải SPN. Đọc độc nhầm. Các bác thông cảm. Ở bên trong thùng đây, thùng khoang bát riêng nhé. Có vai thoát hơi này. Có hai vai thôi. Còn tép thì khoang riêng. Không có hơi nó phèo sang sau. Đằng sau đây nó có một cái hậu. Là nó có 6 cổng input. 6 cổng input. Một cái con tụ 8.2 để cắn tép. Với cái dòng này thì các bác làm sự kiện chuyên nghiệp, em sẽ đấu lại cái rắc, là không phải dùng cái rắc kia nữa, là dùng cái rắc speaking
là thấp là cao 4 để đấu vào đây. Nó giống như rác của Ibo này nhưng mà thân nó to hơn. Đấy, và hai cái bát thì em sẽ đấu nối tiếp luôn ở trên cái hậu này. Các bác nào mà muốn không phân tần thì nên trực tiếp em đặt em là Lộc ơi làm cho anh mấy đôi đấy nhưng mà không phân tần đây. Hoặc là các bác mà thích như thế này về tự tháo ra, tự vệ sinh, tự nghiên cứu cũng được. Em chỉ có vệ sinh phần ngoài và phần củ bát hoặc kèn, sau đó là sẽ đóng hàng và gửi hàng cho các bác. Đây em sẽ nhấc lại cái lưới ra lần nữa nhá. Lưới này rất là chắc chắn đấy, không có chuyện đùa đâu. Đấy, đây là Naya dây 2 bát 25 côn 7 à không phải côn 6 mấy thôi. Mảng rất là mềm. Và một tép 750. Con này mà nó có cái miếng gỗ nó bắn ở đây sang đây nữa thì ngon nhỉ. Đó. Nó của em đều như thế rồi, các bác chê nhá. Tất cả là đều có nò xo. Rút ra phát là nó bật lên. Rất xịn luôn. Vừa em xem cái thông số mà bây giờ lại quên rồi. Cái thông số của nó là 100 độ. Ui giời. 100 độ và 10 độ. Tức là sang trái phải là 100 độ. Và lên trên xuống dưới là có 10 độ thôi. Nên là các bác mà chơi dòng này là Naya dây thì tuyệt vời rồi. Đây chính là Naya dây. Nhưng mà nhìn cái kèn này trông có vẻ nó không được ổn lắm đâu. Đấy. Kèn này nhìn không được ổn lắm nhưng được cái tiếng nó phóng xa. Ok nhá, thì các bác nào quan tâm hệ trực tiếp nhá, xin phép được báo giá với toàn thể các bác là hai đôi là 28 triệu, ba đôi là 40 triệu. Đấy là giá trên là chưa là phân tần, còn là phân tần các bác cứ cộng cho em 1 triệu một đôi. Hai đôi là 40 triệu nhá, ba đôi là 41 triệu. À đâu, 3 đôi là 2 đôi là 30 à 28 này, cộng 2 triệu thì là 30 triệu. 3 đôi thì là 40 triệu thì cộng thêm 3 triệu thì mình thành 43 triệu. Lại đọc nhầm cái, các bác thông cảm. Hội chứng rốt toán bỗng dưng nó lại tái phát. Đấy. Đây. Họng kèn đây. Bàn ốc nó hơi xuyên vào đây, nó hơi vỡ vỡ tí, cái này không tránh được. Đây nữa. Đây nữa. Do vận chuyển. Cái lỗi này là lỗi do vận chuyển nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhé.